Câu nói mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa của rapper Nekip làm dấy lên tranh cãi cực lớn những ngày qua. Trong bản tin gần đây, VTV đã trích dẫn câu nói của nam rapper sinh năm 2001 và có những bàn luận liên quan câu chuyện này. Những ngày qua, Nekip trở thành cái tên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Ngoài việc bị đào lại những phát ngôn cũ phản cảm, thì nam rapper sinh năm 2001 còn hứng chỉ trích vì câu nói trong concert Anh Trai Say Hi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa. Ngày 5 tháng 10, bản tin Chuyển động 24 giờ của VTV đã điểm qua chủ đề truyền cảm hứng từ câu chuyện cá nhân, đề cập trực tiếp đến việc liệu có nên nghỉ học để theo đuổi đam mê. Sau loạt dẫn chứng như Bill Gates nghỉ học đại học sáng lập Microsoft hay Mark Zuckerberg, bản tin trích dẫn nguyên câu nói thị phi nhất mạng xã hội Việt của Nekip khiến dân mạng bàn luận sôi nổi. Cụ thể, bản tin nói về vấn đề này như sau: mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa? Thưa quý vị, đây là câu nói của một cá nhân được xuất phát từ một cảm xúc vui sướng bộc phát nhất thời, nhưng cuối cùng tạo nên bão tranh luận chưa dứt cho đến ngày hôm nay. Người phản ứng thì bảo nói vậy là cổ suý cho giới trẻ nghỉ học. Người thần tượng thì nói người ta chia sẻ chuyện cá nhân thôi, làm gì mà căng. Phía phản đối và phe bên vực đều có lý lẽ của riêng họ. Nhưng rốt cuộc, một câu nói đã sai ở đâu? Vấn đề nằm ở đây, thưa quý vị. Một câu nói tác động đến người nghe và đi sâu hơn nữa là phong cách một cá nhân, ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của người tiếp nhận như thế nào. Ngoài ra, VTV24 còn liệt kê các trường hợp đa cấp biến tướng để làm rõ luận điểm, phong cách của một cá nhân ảnh hưởng thế nào đến người nghe. Bản tin phân tích rằng, con người có xu hướng chỉ tin vào những gì muốn tin. Theo đó, phát ngôn, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa, gây nên tranh luận trái chiều, có người phản đối, có người ủng hộ chính là vì lý do này. Phong cách cá nhân của một người ảnh hưởng đến thông điệp họ truyền tải và có thể làm dấy lên tranh cãi cực lớn trong cộng đồng, vì suy nghĩ từng người là không giống nhau. Dù biết là suy nghĩ mỗi người không giống nhau, song việc người có tầm ảnh hưởng không suy nghĩ thấu đáo trước khi phát ngôn cũng sẽ gây ra tranh cãi không đáng có trên mạng xã hội. Bởi người nổi tiếng luôn có người thương kẻ ghét, nên khi vướng ồn ào sẽ có người bên người chỉ trích. Ồn ào của Nekip là bài học để nghệ sĩ cẩn trọng hơn trong mọi phát ngôn của mình. Hiện tại, nam rapper cũng đã khóa tất cả trang cá nhân từ Facebook, Instagram, Threads đến TikTok. Chỉ duy nhất fanpage gần 500.000 người theo dõi là còn hoạt động. Về phía các nhãn hàng hợp tác đại diện và tổ chức sự kiện với Nekip cũng có nhanh động thái để tránh vạ lây. Theo đó, các bài đăng và video quảng cáo có sử dụng hình ảnh Nekip đã được một nhãn hàng xóa khỏi mọi nền tảng. Một số sự kiện công bố Nekip trình diễn này cũng thay đổi poster, hình ảnh của nam rapper không cánh mà bay. Hành động mạnh tay của các nhãn hàng trước ảnh hưởng tiêu cực từ liên hoàn phốt của Nekip nhận được sự đồng tình của dư luận. Bài viết xin lỗi của Nekip trước khi khóa tất cả trang cá nhân: mình là Nekip, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ, mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Nekip nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình, những người anh em và các nghệ sĩ khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Nekip sẽ được gửi lời xin lỗi đến FC Nekip vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.